Liên quan đến vụ bán rẻ nền đất tại dự án khu định cư An Phú Tây như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, ngày 20 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Văn Đường, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận IBC, ông Mai Bửu Tâm, nguyên nhân viên phòng phát triển kinh doanh, ông Phạm Xuân Trung, nguyên phó tổng giám đốc IBC, đã bị tạm giam trong vụ án khác về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, ngày 6 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can với ông Tề Trí Dũng, nguyên tổng giám đốc IBC, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn Sadeco. Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên tổng giám đốc công ty Sadeco, Vũ Xuân Đức, nguyên phó tổng giám đốc công ty IBC và Trần Đăng Linh, nguyên phó tổng giám đốc công ty IBC về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án này. Theo kết luận điều tra, dự án khu tái định cư An Phú Tây có tổng diện tích 47 ha để phục vụ tái định cư, được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sadico làm chủ đầu tư, thay công ty đầu tư và xây dựng Bình Chánh. Quá trình thực hiện, Sadeco chuyển nhượng cho IBC gần 25.000 m2 đất nền nhà thuộc phần diện tích kinh doanh giá 6,6 triệu đồng một m2 và chuyển nhượng hơn 112.000 m2 đất nền tái định cư giá 2,75 triệu đồng một m2. Tiếp đó IBC góp vốn 214 tỷ đồng vào Sadeco đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nhận lại nền đất 151 nền, tổng diện tích gần 25.000 m2 của dự án. Từ đó, IBC bán 149 trên 151 nền đất cho 4 cá nhân, thu được 186 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả giám định xác định tổng giá trị thị trường của 149 nền đất trên hơn 313 tỷ đồng. Như vậy, công ty IBC bán 149 nền có giá thấp hơn giá thị trường khoảng 127 tỷ đồng.